Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng viên cướp lương khô, Thủ tướng đòi 100 tỷ. Việc cứu trợ miền Trung đã có những dấu hiệu ăn bớt lương khô từ số 22 tấn mà Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cấp cho nhân dân lúc đang đói kém này. Sau khi Thượng tướng Lê Văn Chiêm công khai thông tin này, dư luận bắt đầu nổi giận và khẳng định đây chính là tham nhũng mặc dù giá trị nhỏ. Dư luận vẫn xôn xao quanh số tiền 100 tỷ mà ca sĩ Thủy Tiên đã quyên góp được, trong khi có những gợi ý rằng Thủy Tiên nên chuyển tiền cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã bị cô từ chối. Đây là hình ảnh của ca sĩ Thủy Tiên trao tiền và quà giúp dân vùng lũ. Một số luật sư khẳng định việc làm của Thủy Tiên hoàn toàn phù hợp với pháp luật và không thể áp dụng Nghị định 64/2008 đối với Thủy Tiên được. Tuy nhiên, tối 21 tháng 10, ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vẫn yêu cầu giám sát hoạt động từ thiện và áp dụng theo Nghị định số 64/2008. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Trung ương, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương tổ chức giám sát việc vận động quyên góp hỗ trợ đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 64/2008 của Chính phủ, theo báo Giao thông đưa tin. Dư luận cho rằng việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với số tiền 100 tỷ người thiện nguyện đóng cho Thủy Tiên theo yêu cầu của Thủ tướng sẽ có sự va chạm và gây khó khăn cho Thủy Tiên. Nhiều ý kiến đồng tình rằng Thủy Tiên không nên giao nộp cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bởi vì uy tín và hành động cụ thể của tổ chức này chưa đủ thuyết phục người dân. Nhiều người đặt câu hỏi về số tiền hơn 800 tỷ đồng ủng hộ chống dịch COVID-19 mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận chưa rõ được chi dùng ra sao, đến nay đã hơn 6 tháng trôi qua. Dư luận cũng còn khẳng định rằng nếu số tiền hơn 100 tỷ mà Thủy Tiên giao nộp cho nhà nước sẽ là sự phản bội lại niềm tin của người dân dành cho cô. Facebook Vũ Đức Tâm cũng đưa ra ý kiến như sau. Bây giờ mà cô Thủy Tiên sợ hãi hay vì lý do gì đó mà đem nộp hết số tiền 100 tỷ đó cho ai thì kỳ quặc quá nhỉ. Nhưng cô ấy nói rồi, cô ấy không làm thế đâu. Chết còn chẳng sợ thì sợ gì chứ, Thủy Tiên đã bảo như thế. Cô Thủy Tiên đã viết trên Facebook như sau. Chúng ta sống trên đời, chết đi, không mai theo được gì cả. Tiền bạc, danh vọng, địa vị, gia đình, vân vân. Chết đi chỉ mang theo được cái gì người ta tạo ra bằng suy nghĩ hay hành động. Nên việc yêu thương được ai thì yêu thương, giúp được ai thì giúp. Làm được đúng như vậy thì thật thánh thiện. Trên trang Facebook của mình, giáo sư Mạc Văn Trang cũng nêu nhận định như sau. Thủy Tiên không thể đưa tiền quyên góp cho một tổ chức nào vì sẽ phản bội niềm tin của người tin cậy và họ sẽ đòi tiền lại. Còn Facebook Cao Sơn thì viết như sau. Việc của cô Thủy Tiên giúp dân vùng lũ lụt đã lộ ra một sự thật không thể chối cãi, làm đau đầu chính quyền, đó là dân không còn tin và quyên góp cho chính quyền nữa. Đây là hình ảnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố tiếp nhận 22 tỷ đồng tiền ủng hộ lũ lụt và trao giấy chứng nhận cho 55 tổ chức cá nhân đóng góp, tức là trung bình một tổ chức góp được khoảng 400 triệu đồng vào hôm 20 tháng 10. Cùng lúc đó thì ca sĩ Thủy Tiên đã công bố được con số tới 105 tỷ đồng trong tài khoản với hàng ngàn người ủng hộ, với số tiền ủng hộ nhiều khi chỉ vài trăm ngàn đồng. Facebook Hải Nguyên Hồng cũng nêu ý kiến rằng, thôi vậy, chính quyền muốn Mặt trận Tổ quốc làm thì tự đi kêu gọi đảng viên, công nhân viên nhà nước đóng góp. Còn người dân muốn giúp dân miền Trung thì gửi cho các cá nhân, tổ chức mà họ đặt niềm tin. Việc ai nấy làm, đừng có đi cướp công của người khác. Facebook Lê Thế Thắng tiếp tục lên tiếng như sau. Mỗi lần đất nước có biến cố hay đau thương, ta lại thấy bộ máy quản trị quốc gia thua dân quá xa. Từ lương tri tới trí tuệ mà đó mới chỉ là sự so với nhân dân, chứ chưa phải đặt lên bản cân với nhân loại. Còn nhà báo Phạm Ngọc Hưng thì đưa ra bình luận về chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc như sau. Nhiều người trong chúng ta đang hy vọng hoặc đang tưởng rằng Nghị định số 64/2008 sẽ bị âm thầm bỏ quên như 11 mùa bão lũ đã qua. Nhưng tối hôm qua, Ngài Thủ tướng Việt Nam đã ra lệnh dựng dậy cái thây ma ấy. Rốt cuộc, họ cũng thấy sự bất tín nhiệm với cả hệ thống đang bị phơi bày như thế nào và không thể chịu đựng được sự cười nhạo của cả dân cả nước lâu hơn nữa. Còn Facebook Thanh Hằng thì bình luận tiếp như sau về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vừa đọc status của một bạn nói là lúc này cần vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc quyên góp và hỗ trợ đồng bào miền Trung. Nhưng trước hết,
hãy đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố số tiền nhân dân ủng hộ hồi dịch COVID được xài như thế nào đã, có được chuyển hết cho các đơn vị chống dịch như mong muốn của người ủng hộ hay không. Đặc biệt lúc này, dịch COVID không chỉ đợt 1 mà đợt 2 cũng tạm lắng, nhưng có phải còn hơn 800 tỷ đồng ủng hộ chống dịch vẫn nằm yên ở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có đúng hay không? Quyên tiền là một việc quan trọng, nhưng dùng đồng tiền thế nào là mới vô cùng quan trọng hơn. Facebook Thanh Hằng nhận định như vậy. Cũng theo tờ báo Nhà nước Việt Nam Express vào hôm 19 tháng 10, chính phủ đã có quyết định cấp 5.000 tấn gạo, 500 tỷ đồng cho 5 tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng của đợt lũ lần này, bao gồm Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh. Tại buổi làm việc ở tỉnh Quảng Trị vào sáng ngày 22 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Lê Chiêm cho biết, Bộ Quốc phòng đã cấp 22 tấn lương khô cho người dân các tỉnh miền Trung bị lũ lụt. Tướng Chiêm đề nghị lãnh đạo địa phương đưa lương khô vào ngay cho dân vùng lũ. Ông nói, vừa rồi chúng tôi phát hiện một số lãnh đạo địa phương cấp cơ sở chia lương khô cứu trợ cho cán bộ như làm quà vì thứ này ngon. Như thế là hỏng hết. Lương khô này gửi cho dân, người dân đang cần, tướng Chiêm đã nói. Đây là hình ảnh Thượng tướng Lê Chiêm bên phải và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong buổi họp báo. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu việc hỗ trợ người dân phải đúng mục đích, đúng người và phải chuyển đến tận nơi đồng bào, không để thất thoát. Không để sau này lại xảy ra chuyện rồi mới phải xử lý, sẽ không vui. Ông nói và cho rằng, việc một số cán bộ địa phương lấy lương khô làm quà cho nhau là ý thức chưa cao. Việc này không phải là tham nhũng gì, nhưng đây là quà để phát cho dân. Tôi đề nghị không riêng gì Quảng Trị mà các địa phương khác phải lưu ý việc này. Phó Thủ tướng đã nói như vậy. Về việc các cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam chia nhau lương khô của người dân vùng lũ, nhà báo Mai Quốc Ấn đã đưa ra bài bình luận với tựa đề Thưa Phó Thủ tướng, đó đích thị là tham nhũng. Ông viết, quân đội có một động thái đầy tình nghĩa quân dân khi chuyển lương khô cho dân, mà bản chất lương khô ấy cũng từ thuế của dân mà có. Nên thưa ông Trương Hòa Bình, hành vi chia chác lương khô của cán bộ Quảng Trị đích thực là tham nhũng. Nếu quân đội không lên tiếng kịp thời, thì quà của nhân dân vào nhà quan chức tiếp tục xảy ra. Có người dân đã bật khóc khi nhận phần quà sau 3 ngày nhịn đói, và cũng có cán bộ nỡ lòng nào biết dân đói vẫn xén phần của dân. Loại người ấy đê tiện như chuột bọ đục lùa bồ lúa, chén chĩnh gạo ngân sách. Lần nữa, thưa Phó Thủ tướng, hành vi ấy chính là tham nhũng cần nghiêm trị. Nghiêm trị chứ không phải là chúng ta sai thì chúng ta xin lỗi nhân dân là xong. Ông ghi chú thêm, trên đầu có ba thước có trời, loại cán bộ xén phần dân vùng lũ rồi chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu. Nhân dân luôn ghi nhớ, ai vì dân và ai phản nhân dân. Nhà báo Mai Quốc Ấn đã nêu ra quan điểm như vậy. Còn bác sĩ Võ Xuân Sơn thì viết như sau, thấm thía, đói cho sạch, rách cho thơm. Ông bình luận, trong những năm chiến tranh, mặc dù vô cùng đói khổ, nhưng dù là con gà, con vịt, trái cây không phải của mình, dứt khoát chúng tôi không được phép đụng đến. Đây là hình ảnh nước ngập đến mái nhà ở Lệ Thủy, Quảng Bình. Ông nói tiếp, khi tôi lớn hơn, gia đình bớt khổ, thỉnh thoảng tôi cũng được mời đi ăn cơm ở đâu đó. Mẹ tôi lại dặn dò rằng đừng có thấy món ngon mà gấp mãi, rằng mình phải nhìn trong mâm gấp làm sao để ai cũng được ăn một phần. Mẹ tôi vẫn nói rằng chúng tôi là con nhà có giáo dục, có người dạy dỗ chứ không phải là thứ vô giáo dục để làm cái tham của người khác. Tôi còn nhớ có lần mẹ tôi bảo rằng các con không có chết đói mà phải ăn hùng hục, ăn phải trông nồi, ngồi phải trông hướng. Ba tôi sửa lại rằng dù có chết đói thì cũng không được vì miếng ăn mà làm mất đi danh dự, nhân phẩm và liêm sỉ. Hôm nay tôi đọc thấy việc các quan chức ở mấy địa phương lũ lụt chia nhau lương khô dành cho nhân dân đang bị nạn để ăn thì tôi thấy tôi man mang quá và thật tội nghiệp cho các vị quan chức ấy. Có lẽ hồi nhỏ ông bà họ không dạy cha mẹ họ cho nên cha mẹ họ không dạy họ để bây giờ họ học theo cái chủ nghĩa gì mà tham lam quá chẳng còn chút liêm sỉ nào cả. Luật sư Lê Luân thì tiếp tục bình luận nặng nề hơn với tựa đề Một lũ khốn kiếp. Luật sư nói, vì sao dân không tin và cũng khinh bỉ của loại người này như rác rưởi là như vậy? Thú vật còn biết chia sẻ và cứu giúp đồng loại, nói chi con người, mà lại còn nhận tiền thuế của chính người dân và quyền lực của nhân dân, nhưng lại không phục vụ nhân dân và lúc gặp thảm kịch còn đi cướp thêm sự sống còn của người dân. Lúc thảm họa, chúng còn ăn cướp cả miếng ăn dù là nhỏ nhất của người dân, thì lúc bình thường chúng ăn tàn, phá hoại đến thế nào nữa? Chúng đã tha hóa đến tột cùng của sự cặn bã và tanh tởm. Luật sư đã nói như vậy.
và nhiều người chưa quên cái đêm nước dâng khủng khiếp ở Quảng Bình qua mô tả của nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ như sau. Những tiếng kêu cứu khẩn thiết giận người van xin trong đêm tối. Nước đã lên tới nóc nhà, cứu chúng tôi. Những tiếng kêu bi ai vô vọng. Những tiếng kêu mất hút trong trùng rừng sông và đầy ắp nước. Những tiếng kêu bơ vơ, thoi thóp trong gió hút mịt mùng. Không có ai, không một chiếc xuồng cano cứu hộ, cứu nạn nào. Không một chiếc xuồng cứu sinh nào, chỉ có sóng dữ ầm ầm gào rú. Không một chiếc trực thăng nào, chỉ có trời cao mênh mông xám xịt. Cô đơn khủng khiếp, cô đơn kinh hoàng. Mưa như xối xả, nước vẫn dâng lên từng phút, từng giờ. Và dân chỉ biết ngửa mặt than trời, cúi gằm mặt mà đau, mà thương cho chính mình. Họ không thể cầu mong gì ngoài tình đồng loại, nghĩa đồng bào. Họ cũng không mong được gì ở bọn khốn nạn phá rừng, đắp đập, chặn sông, ngăn suối làm thủy điện. Không mong gì ở những con cá mập tham lam, hung ác, tàn bạo đó sẽ cứu người. Đây là hình ảnh chụp bản đồ Google Maps tại ngã ba Đông Dương chia ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia cho thấy phía Việt Nam rừng đã bị tàn phá sơ xác nhạt màu, trong khi phía Lào và Campuchia vẫn xanh ngắt rừng nguyên sinh. Về câu nói ơn đảng, ơn chính phủ trong chuyện đi làm từ thiện, Facebook Lý Quang Sơn đã đưa ra bình luận như sau. Tôi xin cam kết với tất cả những nhà hảo tâm rằng bất cứ khi nào người dân nhận được đồ hỗ trợ mà mồm nói ra câu ơn đảng, ơn chính phủ thì tôi sẽ ngay lập tức chỉnh họ. Lần trước chào hỗ trợ, có một bà cụ gọi cho người con và nói: con ơi, mẹ được nhà nước quan tâm cho 10 kg gạo với phong bì 100.000. Thế là mình quay lại và nói: bà ơi, chúng con chỉ là những người dân, dân với dân giúp đỡ nhau thôi, chứ tụi con không phải là người nhà nước đâu. Bà hiểu thế, làm tụi con buồn đấy. Bà cụ cười và nói: bà biết rồi, cảm ơn con, cảm ơn những nhà hảo tâm đã giúp đỡ bà. Sau đó quay ra ngoài điểm tập trung, tôi nói với một nhóm những người dân khác rằng: các bác đừng nói câu cửa miệng ơn đảng, ơn chính phủ nữa. Toàn bộ số quà và tiền này đều do những nhà hảo tâm trong và ngoài nước đóng góp để hỗ trợ các bác, dù họ không hề quen biết các bác. Và công việc giúp đỡ dân bị thiên tai đúng ra là việc của nhà nước. Thế nhưng các bác có thấy mặt thằng nào đến giúp các bác không? Còn nguyên nhân gây đến lũ lụt thì các bác thừa biết rằng thằng nào phá rừng, xả lũ gây ra rồi đấy. Nói xong, mình còn bổi thêm câu: các bác mà còn nói những câu đó nữa thì sau này chẳng còn đoàn nào từ thiện đến làm nữa đâu. Mọi người đều cười và đồng tình như vậy. Đây là hình ảnh ở tỉnh Quảng Bình, khắp nơi nước ngập mênh mông, nhưng chỉ có tượng đài trăm tỷ vẫn khô ráo. Trách nhiệm của chúng ta ngoài việc cứu trợ họ thì còn phải nói rõ cho họ hiểu rằng ai mới là những người đang quan tâm đến họ, ai mới là những người đang giúp đỡ họ. Và quan trọng hơn là phải làm cho họ biết kẻ nào đang gây ra thảm họa cho họ. Facebook Lý Quang Sơn nêu ra nhận định như vậy. Tiếp tục về với số tiền quyên góp 100 tỷ của ca sĩ Thủy Tiên từ Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Lê Ngọc Luân viết như sau. Nếu Tiên mà giao số tiền đó cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hay Hội chữ thập đỏ thì Tiên đã vi phạm pháp luật, bởi những người gửi tiền là họ nhờ Tiên đưa đến cho bà con. Họ không yêu cầu Tiên ủy quyền cho Tiên đưa đến các hội hè. Đương nhiên, Tiên thừa hiểu và không bao giờ thực hiện việc chuyển tiền cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hay Hội chữ thập đỏ cả. Tôi có thấy một số người chụp hình bảo Tiên có thể đi tù vì kêu gọi quyên góp là vi phạm nghị định số 64/2008. Nếu ai có nhận định như thế là không hiểu gì pháp luật và nói tầm bậy. Một lần nữa tôi khẳng định Tiên không vi phạm pháp luật. Đương nhiên chẳng có cơ quan nào dại dột đến mức yêu cầu Tiên giải trình trong giai đoạn này, nhưng chia sẻ thêm để lỡ có mà biết cách trả lời. Và Thủy Tiên chỉ bị pháp luật xử lý nếu Tiên lợi dụng tiền của người khác gửi. Tất nhiên, cô Tiên không bao giờ chỉ có điên mới làm việc đó. Tiếp theo là hành động của Tiên là hoan nghênh và chúng ta ủng hộ, nhưng bản thân Tiên cần tĩnh để xử lý đúng số tiền các cá nhân, tổ chức gửi nhờ Tiên trao cho bà con miền Trung. Tại thời điểm này, Tiên có thể thông báo tạm dừng tiếp tục nhận thêm tiền với lý do sắp xếp và lên kế hoạch chương trình chuyên nghiệp để trao tiền, vật chất, thiết thực giúp bà con vực dậy sau lũ. Nếu mà đi mua mì tôm phát thì 100 người như Tiên cũng không làm nổi bởi số tiền quá lớn. Tiên tạm dừng nhận không phải vì sợ gì mà để hiệu quả cho công việc. Tiếp theo là hành động của Tiên là tuyệt vời, tấm lòng của Tiên là bao la, nhưng Tiên hãy bình tĩnh xử lý mọi thứ sẽ tốt và hữu ích hơn. Luật sư Lê Luân đã đưa ra bình luận của mình như vậy từ Sài Gòn hôm 22 tháng 10 năm 2020. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa
Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020 với bản tin Đảng viên cướp lương khô, Thủ tướng đòi 100 tỷ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.